Tôi lấy cái tựa của cái bài viết trên báo Tuổi Trẻ này để làm cái phong thôi bà con, chứ nó không có liên quan nha. Nhưng mà tôi không có biết kiếm cái phong gì, kiếm cái phong mà có hình của Ngài Thích Nhật Từ thì sợ Ngài kiện, bởi vì Ngài chuyên đi kiện đi kiện nhiều lắm, cho nên là lấy hình Ngài đưa lên đây thì phiền lắm. Thành thử rồi tôi lấy cái này. Và hôm nay thì mời bà con nghe là Ngài bắt đầu chĩa chói bên Thiên Chúa Giáo như bà con. À, nguyên tắc là không được nói cái gì đến cái đạo của bên khác. Đó là những người bình thường đấy. Chứ chưa nói những người như những cái nhà gọi là những tu sĩ thì là càng không nên. Tôi chưa bao giờ thấy các tu sĩ công giáo nói gì liên quan đến Phật giáo. Không biết trên thực tế có hay không, nhưng mà tôi lướt trên mạng chưa bao giờ, tôi thực sự như vậy, chưa bao giờ thấy một linh mục công giáo nói gì mà liên quan đến Phật giáo. Nhưng mà tôi thấy rằng là tu sĩ Phật giáo đó, đặc biệt là những người mà có chức có tước ở trong giáo hội, ví dụ như Ngài Thích Nhật Từ này, hay nói về Thiên Chúa Giáo. À, tôi không biết là cái giáo hội bây giờ khủng hoảng đến mức nào mà có quá nhiều tu sĩ Phật giáo lại đi nói về Thiên Chúa Giáo. Đây mời bà con nghe. Mời bà con nghe Ngài Thích Nhật Từ ha. Đây. Giêsu thầy phải thầy nói xấu nha. Cái khi ra đời đó Giêsu đó là lại cha trên trời sao cha lại bỏ con? Chúa hơn giỏi chứ. Chúa đang cắt bóc là Chúa cha trên trời, tại sao không cứu ngài vào lúc đó? À, bây giờ trước đây thì tôi có thấy mấy clip là chỉ nói các cái tu sĩ công giáo thôi, bây giờ là nói đến Chúa mới ghê chứ. À, ghê thiệt đấy chứ. Bà con nghe tiếp này. À, Đã ghi ngài đâu muốn chết đâu, mới à. tuổi 33 ai muốn chết, bị tuyên án tử hình cái tội truyền bá dị giáo và kinh thánh tân ước á. Ghê không, ghê không, ghê không. Bây giờ nói đến Chúa Giêsu là truyền bá dị giáo, dữ không? À, công nhận Ngài thì Thích Nhật Từ Ngài cũng ghê thiệt đó chứ, phải không? Ghê thiệt đấy chứ. Bà con nghe cái đoạn này này. À, ghê thiệt. Đã ghi ngài đâu muốn chết đâu, mới À, tuổi 33 ai muốn chết, bị tuyên án tử hình cái tội truyền bá dị giáo dữ không, dữ không? và kinh thánh tân ước á, đã có ba lần xuất hiện lại cái câu nói này ở ba bản John, Luca, Matthew. Tôi thì không rõ cái chỗ này, tôi không có rành về về là các cái loại kinh Tân Ước Cựu Ước gì ha, tôi cũng không có rành giáo lý bên đó. Nhưng mà cho dù như thế nào, nhưng mà Ngài nói như thế này tôi thấy tôi thấy ớn quá. À, tôi không dám bình luận luôn. À, nhưng mà tôi thấy rằng là tôi thì tôi chỉ phê phán ở cái chỗ là Ngài đừng có đi nói đạo người ta, không, đừng đi nói đến tôn giáo khác vậy thôi, chứ còn tôi không thể bình luận cái chỗ đó đúng sai được, bởi vì tôi dốt là về cái bên đạo Thiên Chúa Giáo thì tôi rất là dốt về kiến thức đó, tôi không biết. Nhưng cái mà cao nhất đối với tôi là Ngài đừng có đi nói về Thiên Chúa Giáo, đó là đạo khác, mình không nên nói, không, mình đi nói đạo khác là thế nào? Cha trên trời tại sao không cứu ngài vào lúc đó? Đã ghi ngài đâu muốn chết đâu, mới tuổi 33 ai muốn chết, bị tuyên án tử hình cái tội truyền bá dị giáo và kinh thánh tân. Đó, đạo mình không nên nói đi, đi nói tấn công đạo Thiên Chúa Giáo, thấy không? À, rồi bây giờ bà con nghe tiếp Trước đó, đã có ba lần xuất hiện lại cái câu nói này này. ở ba bản John, Luca, Matthew. Nó rõ ràng như thế, người ta cũng đâu giấu giếm gì đâu. Lại đấng Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con? Chúa không muốn chết. Chúa chết rất là tức lưỡi. Cái đó thì cái tùy kệ người ta, đạo của Thiên Chúa Giáo, đạo Thiên Chúa Giáo mà mắc gì mà lại mà Ngài đi nói cái chuyện đó. À, bất cứ cái gì
của bên Thiên Thiên Chúa giáo không nên bình luận. Thế thôi. Mình bên Phật giáo mà. Nói bên thua Thiên Chúa giáo làm chi? Thấy không? Đang ghi đó là nhiều tôn giáo xúc vật hóa con người, xem con người như con cừu, con chim, mà con cừu, con chim là con ngu. Nó không biết gì hết trơn á, nó theo sự chăn dắt của chủ chăn thôi. Đó là một thứ xúc vật hóa. Còn đạo Phật á là con chiên của bên Thiên Chúa giáo, tôi nghĩ không phải rằng là đó là con cừu là gì đâu. Ê, tôi thì tôi không có rành bên Thiên Chúa giáo lắm, nhưng mà tôi lấy một cái bài là như thế này. Người ta giải thích con chiên. Đã. Con chiên ở đây ấy, tức là một cái linh vật. Đó, người ta giải thích, thí dụ như con người Việt á thì dùng là con rồng. Con rồng cháo tiên. Đó. Người Pháp thì dùng hình ảnh con gà, người Úc là con kangaroo, người Singapore là sư tử, và người Do Thái thì là con chiên. Ở đây là xuất phát từ người Do Thái. Chúng ta đọc tiếp cái này. Đạo Công giáo xuất phát từ Do Thái giáo nên cũng được gọi là con chiên của Chúa. Đây chỉ là hình ảnh tượng trưng, nhưng có một số người thiếu hiểu biết hay đưa ra luận điệu đầy ác ý khi nói những ai theo Đạo Công giáo đều bị hạ thấp thành con chiên, tức là con chiên theo ý của Ngài Thích Nhật Từ là con cừu. Đó, thì như vậy đây là không ổn, không thể ổn. Ở đây rõ ràng là người ta dùng cái hình ảnh một linh vật nha, một linh vật. Đấy, bây giờ ông biến thành con cừu, không? Cừu, trời ơi là trời, ông đánh tráo khái niệm như thế này đâu có được, thấy không? Đây. Con cừu con chiên là con ngu, nó không biết gì hết trơn á, nó theo sự chăn dắt của chủ chăn thôi. Đó là một thứ xúc vật hóa. Còn đạo Phật á là giác ngộ hóa con người. Đề cao là tất cả mọi người đều có thể là Phật ở thì tương lai, còn Đức Phật là Phật đã thành ở thì quá khứ. Không có tôn giáo nào chủ trương đề cao nhân bản như thế được mà. Bây giờ tôi nói với ông là thế này, tôi dù là Phật tử nhưng tôi cũng không chấp nhận, không có cần phải đề cao chi Phật giáo cả. Hoặc là ông có thể đề cao nhưng ông không so sánh. Ngài không nên so sánh với các tôn giáo khác. Nó là ở đây chưa kể cái chuyện đánh tráo khái niệm. Từ người ta từ một linh vật là Ngài biến thành một con vật là ngu ngốc. Mà con cừu con chiên là con ngu. Đó. Không biết gì. Đó. Tôi nói thật sự cái này quá đáng. Nhiều tôn giáo xúc vật hóa con người. Xem con người như con cừu, con chim. Mà con cừu con chiên là con ngu. Đó. Thật sự tôi cũng bó tay, bó chân, bó cẳng với Ngài luôn. Ngài ơi, không biết nói sao. Thấy không? Bó tay luôn. Thật. Bó tay luôn. Ôi trời ơi là trời. Bởi vậy cho nên tôi mới lấy cái là Thượng tọa Thích Nhật Từ bị kiện này để tôi làm là cái ảnh phong. Bởi vì ông đã từng bị kiện rồi, ra tòa nhiều rồi. Đây đó. Bị kiện vì phát ngôn chưa chính xác này. Đó. Nguyên đơn đại diện nguyên đơn này. Bên này đại diện bị đơn này. Đó. Thấy không? Chứ phải đâu. Trời đất ơi. Người ta một cái linh vật của người ta, ông lấy ông ra đem ra thành làm thành là coi như là một con súc vật. Bó tay với ông thầy. Thầy ơi là thầy.